Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Hải Cả. Hôm nay mình sẽ chơi cái tựa game Portland. Cái cốt truyện của tựa game này thì nó xảy ra một cái thời điểm mà thế giới biến đổi khí hậu, sau đó là gây ra những sự kiện để có thể làm nhấn chìm cái bờ biển. Sau đó là sẽ kết thúc cái thế giới của chúng ta, và cái công việc của chúng ta là sẽ là phải sinh tồn bằng cách dẫn dắt những người dân của mình để xây dựng một thành phố mới. Nó cũng là một cái tựa game hành động phiêu lưu sinh tồn và có lẽ là sẽ mang nhiều chiến thuật. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thoát qua cái khu vực câu chuyện nha, và bắt đầu. Cá nhân mình thì nhìn thấy cơ bản về cái đồ họa của con tựa game này thì nó khá là hấp dẫn, với những cái màu sắc cũng như là cái bối cảnh này nó ok, nó khá là ok. Đây nó sẽ có một số hướng dẫn này, lăn lộn thử hiểu. Cái này là một bản dịch từ tiếng Trung Quốc sang nên là nó sẽ có hơi khó hiểu. Ok, ở đây nó cũng sẽ có cái tua tốc độ lên. Bắt đầu thì chúng ta sẽ có một cái đại bản doanh, ở nó gọi đây là doanh địa, địa doanh. Ok, nó đang tạm dừng. Ta sẽ bắt đầu tốc độ tua nhanh một chút. Có lẽ là chúng ta sẽ cần phải thu thập đồ ăn. Có một chút tài nguyên và đạo cụ có thể tìm, có thể từ công nhân thu thập. Ok, xem nó tìm tòi xong không. Ok, tìm tòi và thăm dò. Có lẽ là đây nó sẽ đây rồi rồi, mình đã hiểu rồi. Nó sẽ, anh em đợi một chút, mình sẽ tắt cái tiếng Việt đi. Ok, ở đây nó sẽ mình sẽ chọn cái khu vực và người dân của mình sẽ đi thu thập ở những cái khu vực xung quanh đây, ở trong cái vòng tròn theo cái hướng mình. Ở đây thì nó có một cái khá là hấp dẫn đối với mình, với những anh em, ví dụ anh em mà cá nhân mình nhá, thích đi săn mây, thích đi du lịch, thích đi săn mây, nên khi mà nhìn những tựa game nó kiểu mờ mờ ảo ảo một chút này, cộng với việc cái màu sắc nó cũng hơi bị chi view một chút, mặc dù là cái người dân, cái con người thì nó không, mình không thể zoom lại để gần hơn được, mà mình chỉ phóng xa ra thôi. Đây anh em có thể nhìn thấy được cái khu vực thành phố sau khi mà biến đổi khí hậu dẫn đến là cái thế giới nó biến mất và chỉ còn còn lại một nhóm người dân ở đây phát triển thôi. Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu thu hoạch những loại tài nguyên. Ok, mình sẽ thu hoạch thêm những loại tài nguyên đây. Đấy, nó sẽ có những cái loại tài nguyên này. Tân khởi điểm, ok, mình sẽ lách qua luôn vì nó thực ra để đọc được cái này ấy, nếu mà là một cái bản Việt hóa nó ok, nó tròn chỉnh thì đọc sẽ rất hay, nhưng mà một bản Việt hóa khi đọc từ tiếng Trung sang thì khá là khó hiểu mọi người. Thì thay vì đó thì mình sẽ tự đi tìm hiểu bằng cách là mình chơi game đi, đúng không? Okay, người dân sẽ đi vào đây sẽ hiện tại thì mình vẫn chưa thể xây nhà thêm được, và nó cái yêu cầu của nó vẫn là vẫn chỉ là đi thu hoạch, đi thu thập thôi, và mình sẽ ok, mình sẽ đi thu thập thôi. Đấy, nhiệm vụ nó theo nhiệm vụ luôn anh em ạ. Đây nó có khá là nhiều những cái khu vực kiểu phế tích ấy. Phế tích Lý Trinh Sát Binh. Không biết Lý Trinh Sát Binh nó là cái phế tích nào. Đây à. Chúng ta sẽ tìm đến trinh sát binh hỏi hắn về khu vực này. Ok, nghĩa là sẽ tìm một ông NPC thì phải, NPC để hỏi về cái khu vực này, cũng hỏi ông ấy ở đâu. Làm sao để tìm được ông ấy mới là vấn đề.
đây sẽ là cái bộ tộc của mình. Bởi vì nó dịch từ tiếng Trung sang nên nó cũng khá là hơi đau đầu ấy, khá là đau đầu. Và cũng khá là khó hiểu về cái ý nghĩa của nó ấy. Du thuyền hài cốt ở đây nó sẽ tìm, chúng ta sẽ tìm được rất nhiều thứ. Nhưng mà cái thứ chúng ta cần tìm ở đây nó là, đây mình sẽ, mình đã tìm được khá là nhiều tài nguyên rồi, nhưng mà cái mình cần ở đây là cái nhiệm vụ này thì nó vẫn chưa 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 đã đạt tới nhiệm vụ thượng hạng. Tìm được và giấu ở phụ cận phế tích Lý Trinh sát binh. Ở đây có rất nhiều phế tích, nhưng mà không hiểu là nó yêu cầu mình sẽ tìm cái phế tích nào. Ở đây mình sẽ có một số cái phế tích và mình có lẽ là mình sẽ phải tìm tất cả ở đây để có thể biết được ở đâu là cái phế tích mà nó yêu cầu. Đây đây đây, tìm được người thâm sọt, mời bọn là chúng ta đây. Ok, đây nó sẽ cho mình một cái job, một cái điểm cộng khai phá. Cái này sẽ có kho hàng. Mình đã thăng cấp rồi mình nhỉ. Khá khó hiểu với thời điểm với thời gian ban đầu khi mà nó hướng dẫn, mình cũng không zoom lại được gần để có thể ngắm nhìn được rõ ràng hơn. À đây nó sẽ nâng cấp cái nó sẽ nâng cấp cái công trình của mình ở lúc ban đầu lên. Ở thời điểm đầu nó vẫn chưa cho mình xây dựng một cái gì ấy. Ở đây nó có việc kiến tạo nên là gọi là xây dựng, và mình sẽ tăng tốc lên một chút để nó xây dựng nhanh hơn nhé. Cấp được cái kho hàng rồi, mình sẽ tua lót chậm lại một chút để có thể định hình được cái tựa game này. Làm người dân cung cấp lều trại, ở đây nó đã cho xây một cái kho hàng loại nhỏ rồi, nhưng mà hình như nó yêu cầu mình lại nghiên cứu thêm. Lều trại khai phá kiến tạo, ok. Rõ là mở sẽ cần bao nhiêu cái, nhưng mình sẽ xây 2 cái đi. Cái này sẽ được ba, một cái lều trại này sẽ được 3 người. Một lều trại sẽ được 3 người mà hiện tại mình đang có đông vài cá bìu rồi, mình sẽ phải xây thêm. Xây thêm. Để 4 thiên có nghĩa là ngày thứ 4 rồi mọi người ạ. Ừ, mẹ. Ngày thứ 4 sau cái sự kiện này rồi. Lều trại khá chi rất là tạm bợ khi mà
không có nhiều những cái lương thực thực phẩm. Dân cư 20, một lều này được 3 người. Đủ rồi đấy. Thiếu một vài cái nữa thôi. Không đáng kể. Sẽ thu hoạch thêm những cái hoa quả xung quanh đây nha. Nguồn nước, chúng ta sẽ cần đi tìm nguồn nước. Đây nó sẽ có một cái, nó ghi là loại bỏ trang bị nhưng nó giống như kiểu một cái máy lọc ấy mọi người, nó giống như cái lọc ấy, để lọc nước ấy. Nó sẽ cần 320 rác, 320 rác, và hiện tại thì cái rác của mình đang hết mất rồi, mình sẽ phải đi tìm thêm cái rác. Sẽ xong thăm dò cũng như là đi tìm thêm rác mọi người nha. Mình không rõ là nó sẽ có thể đi được ra ngoài khu vực này không. À, đi được nha, đi được nha. Đại đông rác này. Cần khá là nhiều rác nhưng mà hiện tại thì chưa có rác anh em ơi. Cái này là đúng rồi, nước cái gì cũng cần đến rác. Sợ thực sự. Giờ mình muốn phá bớt cái này đi được không trời? Không hiểu làm sao để nó có thể đi thu thu hoạch rác cho mình được cơ. Đây có một cái nhà, đây nó ghi là tiêu phí 250 rác. Bên này thì có một bãi rác này nhưng mà lại không thể thu thập. Có lẽ mình sẽ xây một cái ở đây sẽ giúp nó thu thập nhanh hơn đấy. Nhưng mà làm sao thu thập được thì chúng không nói. Khai thực sự thì đường người dân ở đây xem thu nhanh một chút cho nào. Nó thua về không nhỉ?
cùng thu giác về anh em ạ. Rất nhiều gỗ, rất nhiều những cái đồ khác rồi nhưng mà vẫn chưa hiểu ra được cái cơ chế để có thể thu thập được rác. Đây có 50 rác này, còn đây có rác nhỉ, những bãi rác nhỏ. Mình chỉ thu thập được những cái bãi rác nhỏ thôi, những cái bãi lớn thì nó sẽ cần 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 xây 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 dựng lên những cái nhà kia. Đúng rồi, ui rồi đây rồi anh em ơi, easy một đống. Mình sẽ tua nhanh lên một chút nhé, vì cá nhân mình thích tự chơi nhanh một chút để trải nghiệm cho anh em đấy. Nhiều rác rồi, nó sẽ xây dựng những cái công trình này nó nhanh này. Bỏ trang bị này, cái này lọc nước, máy lọc nước. Đấy, xây xong cái công trình này thì nó hình như nó sẽ lọc được, nó lấy được hai cái này, cá nhân tôi nghĩ là như vậy, còn thực tế thì không biết có thật hay không. Văn Hải Nhân Diệp Thuyền đúng tên luôn ạ. Ok, tiếp tục rác nhá, sự nghiệp lấy rác đây, đây rác lấy đi, mình sẽ phải mở rộng thêm. Có thêm rác để chế tạo. Chưa hiểu là để làm sao để phá cái công trình này nhá. Mẹ cái này thì cây thực sự cái này thì cần thì đã chưa xong. Mẹ cái xong rồi thì lại chưa cần. Đây không xác, tại sao chị xóa công trình này đi? Đây, đây có khá là nhiều cái rác. Đây có đây có khá nhiều khu vực rác, bãi rác nhỏ này, thu hoạch đi.
đang ngủ hết rồi anh em ạ, tối dần nó đi ngủ, bọn này làm thì nhát nhưng ngủ đúng giờ lắm, mình chưa tìm ra cách để phá. Đây dỡ bỏ, đây dỡ bỏ, nó sẽ dỡ bỏ hai công trình này đi thì nó sẽ có cái để ra xây cái này này. Đấy thu hoạch được, thu thập được hai cái này luôn, bên này nữa này, thu thập xong cái này và mình dỡ luôn cái này đi. Hiện tại nó là 19 dân rồi, xây thêm cái lều trại lúc nãy, không biết sao nó lại sập một cái lều ở đây. Ok là chặn nước rồi, khu vực thả bên câu rồi. Đây, nó sẽ câu ba cái bến này luôn, tăng hai người lên câu đi, câu đi lấy cá về nhắm lên nhắm anh em ơi. Ok cũng bắt đầu hiểu cơ bản được rồi anh em ạ. Ở đây nó sẽ xây thêm cái lấy rác này, lấy rác thì mình sẽ lấy được hai cái khu kia. Mình xây này thì mình sẽ lấy được hai khu này. Tiếp theo hai cái này cũng đang còn, cũng đang lấy rồi, khá là dư giả rồi. Ok chưa hiểu, chưa chưa nâng cấp được cái này, xây xem xây thêm được cái gì không, sinh tồn cái này là chặt, thu thập mấy hoa quả này, trái trăng hoa quả này nhau này. Đấy, xây đây hợp lý này, nó thu thập được. Easy, có thu được nhỉ? Sai quá à? Mọi người không thấy no bụng à? Đấy, tài nguyên thực phẩm, về phát là con no bụng ngay à? Ở đây mình đang xây mấy cái chòi thu thập nhé, đây nó sẽ có cái kiểu chòi thu thập này, đâu nhỉ, trạm thu thập, hết mất rồi, xung quanh mình hết mất rồi, chỉ có mỗi khu này. Được lại xây cái chòi bố khỉ, xây đây thu được cả hai. Này giống như cửa phòng ăn, cần 300 gỗ, mình ăn khá là nhiều gỗ, mình vẫn phải tăng cường cho tiếp thu thập vì đang thiếu công nhân, mới chỉ có 10 người thôi, không biết là có phải là do mình xây ít lều trại không, mình sẽ thử xây thêm cái lều trại nhé. Tổng dân cư là 19. Giảm xuống một người đi. Đây sẽ tăng lên một người để giúp cho cái lượng lương thực phẩm, thực phẩm. Ok. Đây chòi, xây thêm một cái chòi câu cá nữa nhỉ. Sinh tồn ra ngoài. Đây không được.
chỉ được có hai thôi. Đây được 3 này. Ok. Đợi nó vẫn chưa thu hoạch xong cái rác. Nó tua khá nhanh nhưng mà mình có lẽ là mình vẫn update kịp được so với cái... Mình sẽ đẩy bớt người về đây để thu hoạch giúp có cái lượng lương thực thực phẩm. Cái lương thực thực phẩm vẫn là cái thiết yếu nhất trong mọi cái loại mọi game anh em ạ. Không có lương thực thực phẩm thì làm trời làm đất thì cũng thế thôi. Dã ngoại phòng bếp chắc là cái phòng để nấu ăn thôi. Nhưng mà chưa có công nhân. Mình cũng chưa hiểu làm sao để thêm được công nhân. Có lẽ là sẽ phải đi khám phá thêm mà. Nhưng mà nó xung quanh đây thôi. Nó có cho mình đi ra ngoài đâu. Đây nó vẫn đang thu thập về rác không còn là vấn đề nữa. Vấn đề này bây giờ là thức ăn nó không đảm bảo anh em ạ. Này là loại kho nhỏ, thực ra nó giống như kiểu cái khu vực chính ấy. Khu vực chính thì mình làm mọi việc, làm nó cung cấp một cái tập địa phương. Đủ công trình mẹ gì đây, công trình thế kỷ à? Thu thập mình có rồi. Này nó sẽ cần 10 cái điểm này. Mình chưa có điểm mẹ nó đâu. Lẽ mình có nghĩa là mình có lẽ là mình sẽ vận cực. Đấy nó sẽ cần. Cái điểm nó có lẽ là nó sẽ tính ở trên cái này nó nghiên cứu ra điểm này, đúng rồi. Chưa hiểu cái này lắm. Mà nghiên cứu thất nó giống như cái khu vực để nghiên cứu ra cái điểm này để cộng vào cái điểm này để tăng nghiên cứu, nhưng mà chưa biết làm sao để có thể nghiên cứu ra. Đây là cái nét tìm tòi. Ok. Này nó mọc trong mùa luôn mọi người. Đây để đây và nó có thu hoạch như thế thôi, nó không hết nhé. Khá là ok. Trưởng thành, sinh tồn, trưởng thành. Học viện à.
sinh tồn trong đó. Cái này xây thành khu ẩn nấp luôn ạ. Mẹ cái này hôm trước bị hỏng, bây giờ xây thành khu ẩn nấp luôn. Bên này xây xong sau này xây một cái chòi gỗ, nhưng mà gỗ lúc ban đầu mình cũng chưa ấy lắm. Đây là cũng cái khu vực này để có thể chặt được gỗ khu vực này này. Hiểu hiểu hiểu. Thăm dò sinh tồn. Đây là câu cá, mình sẽ phải câu ở khu vực này. Đây cũng có câu mà nhỉ, thả câu biến tàu cũng thể mẹ khác nhau với nhau đâu. Này là cái này là lấy cá về xong rồi nấu lại thì có lẽ là nó sẽ cá tươi sống nấu lại cái này nó sẽ ngon hơn và nó có thời gian lâu hơn, cho mình nghĩ là như vậy. Mình hơi ngại đọc kiểu từ đọc kiểu phiên âm này, sách nát phế tích sách nát. Ok, quên lúc nãy mình không câu cá rồi này. Bỏ đi nhỉ, có mình có hai ba cái bến tàu này rồi, mình có xây thì cũng xây ở không xây ở khu đó đấy. Mẹ cái này cũng 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 hình như không ấy được. Ok, có lẽ hôm nay sẽ kết thúc cái tựa game Fortland đây thôi anh em ơi. Nó khá là nhiều điều mới lạ, giao diện cũng khá là hấp dẫn, nhưng mà nếu mà zoom lại được để ngắm nghía kiểu giao diện cũng như cái việc là người dân hay là mỗi NPC nó di chuyển thì nó hay hơn. Đây nó chỉ zoom được như thế này thôi là hết nước rồi, hết nước rồi. Ok, hẹn anh em ở những clip tiếp theo của tựa game Fallout này nhé.